Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ những bài văn hay nhất tả về loài chó. Chó là một con vật nuôi trong nhà rất hữu ích. Chúng không chỉ dễ thương, bầu bạn cùng với chủ của mình, mà còn biết trong nhà, bắt chuột, thông minh ngoan ngoãn. Nhất là trong mắt những cô chủ, cậu chủ nhỏ tuổi, chú chó trong gia đình hiện lên thật đáng yêu. Hãy cùng tôi ngắm nhìn những con vật như thế trong một số bài văn tả con chó hay nhất dưới đây. Bài số 1. Bài văn tả con chó. Biết em rất yêu quý chó nên kỳ nghỉ hè vừa rồi về chơi với bà ngoại. Bà cho em một con chó rất dễ thương. Lúc đó chú mới được 3 tháng tuổi. Em nhìn chú chó là đã thích ngay rồi. Em xin bà và khi về bế chú đó theo. Em đặt tên cho chú là Misa. Misa rớn lớn rất là nhanh. Lúc bà cho, nó chỉ to bằng bắp chân của em bây giờ. Chú không những lớn nhanh mà còn rất khỏe khoắn. Chú có một thân hình xinh đẹp cân đối. Bộ lông của chú mượt và mịn như nhung. Hai cái lỗ tai của Misa nhọn luôn vểnh lên nhìn rất đáng yêu, như để nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh mình. Misa rất thông minh và ngoan ngoãn. Chiếc mũi của chú ương ước, luôn hất lên để đánh hơi lạ. Chú ta có một hàm răng rất sắc. Khi nhìn thấy chú, chắc chắn không có tên trộm nào đến gần. Chú đi đứng rất nhẹ nhàng và chạy rất nhanh. Sáng nào cũng vậy, Misa đùa với chú mèo đen ngoài sân. Đùa chán, chú lại tìm chỗ nào đó mát để nằm. Misa nằm sấp, gác mõm lên hai chân trước của mình, lim dim ngủ. Tưởng như chú ngủ rất ngon, nhưng không phải thế nhé. Chú luôn luôn đứng phắt dậy khi nghe có tiếng động hoặc ngửi thấy mùi lạ nào đó. Nếu là người lạ, chú ta liền tỏ ra hung dữ, nhe nanh, gầm gừ như muốn nói: hãy ra khỏi đây nhanh nào. Nhưng ngược lại, đối với thành viên trong gia đình em, khi đi đâu về chỉ cần đến đầu ngõ thôi, chú đã biết và luôn luôn chạy ngay ra cổng đó. Chú còn chạy quanh người, đuôi thì ngoáy tít lên vì vui sướng. Những lúc đó thật là vui. Nhà em tất cả các thành viên ai cũng thích Misa. Chú như một thành viên quan trọng trong gia đình em. Trước khi đi ngủ, chú luôn đi vòng quanh kiểm tra quanh nhà xem có gì đó bất thường không, khiến nhà em luôn yên tâm ngủ sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi, căng thẳng. Đó là bài văn thứ nhất. Xin hẹn clip sau, mình sẽ nói bài văn số 2. Mình chào các bạn đã xem video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.